Cựu Tổng thống Ukraine cảnh báo khủng hoảng năng lượng vào mùa đông. Trung Quốc nói Mỹ lấy xung đột Ukraine làm cái cớ để trừng phạt các nước khác. Tỷ phú Elon Musk kêu gọi liệt tổ chức Tasty của Ukraine vào danh sách khủng bố. Ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở các bang quan trọng. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, trong đoạn ghi âm bài phát biểu đã được kênh YouTube Reddit đăng tải, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết khủng hoảng đang đến rất gần với Ukraine. Chính trị gia này cho biết Ukraine đang rơi vào khủng hoảng năng lượng vào mùa đông nếu chính phủ và người dân không có hành động khẩn cấp. Theo ông, khi thời tiết lạnh kéo đến, người Ukraine sẽ chỉ sưởi ấm 4 giờ mỗi ngày và các đường ống sẽ bắt đầu đóng băng. Ngoài ra, điều này sẽ kích động một cuộc di cư hàng loạt của cư dân khỏi đất nước. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga cũng đã tấn công các cơ sở năng lượng tái tạo, bao gồm cả trạm năng lượng mặt trời. Ông đưa ra những thông tin này bên lề hội nghị ở Berlin, Đức, nơi Ukraine tìm cách khôi phục lại sự ủng hộ của phương Tây. Kể từ đầu năm nay, Nga đặt mục tiêu hoàn thành công việc mà họ chưa thể hoàn thành đầu năm 2023, đó là phá hủy ngành năng lượng của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, trong bài phát biểu tại hội nghị tái thiết ở Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết năng lượng Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga. Ông nói thêm, chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy 9 gigawatt công suất phát điện của Ukraine, bao gồm 80% nhiệt điện và 1/3 thủy điện. Đặc biệt, do hậu quả của hai cuộc tấn công lớn vừa qua, vào đầu tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay, Ukraine đã phải xoay vòng cung cấp điện cho công nghiệp và các hộ gia đình, khiến nhiều người chỉ có điện trong thời gian ngắn. Một số thành phố, chẳng hạn như Kharkov, ở tiền tuyến phía đông gần như không có điện. Đối với các nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công mới của Nga đặt ra mối đe dọa với khả năng vốn đã bị kéo căng của nước này trước các cuộc ném bom không ngừng của Moscow. Sự gián đoạn về kinh tế xã hội cũng như việc huy động lực lượng, chiến dịch mới đã làm tăng gấp đôi sự tuyệt vọng của Ukraine trong việc tăng cường phòng không để bảo vệ những gì còn lại của hệ thống năng lượng. Ngày 13 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Mỹ lấy xung đột Ukraine làm cái cớ để trừng phạt các nước khác trong khi vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Bình luận của ông Lâm được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt áp lên 300 cá nhân và thực thể ở Nga và các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, với cáo buộc có liên quan nền kinh tế thời chiến của Moscow. Người phát ngôn nói, về cuộc khủng hoảng Ukraine, cộng đồng quốc tế thấy rõ ai đang kêu gọi đối thoại và phấn đấu cho hòa bình, ai đang kích động đối đầu. Một mặt, Mỹ liên tục cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Mặt khác đổ trách nhiệm phá hoại hòa bình và kéo dài khủng hoảng cho các nước khác. Thậm chí lợi dụng khủng hoảng như một cơ hội để áp đặt các biện pháp trừng phạt tùy tiện. Ông Lâm cũng cảnh báo rằng việc Mỹ áp đặt bừa bãi các biện pháp trừng phạt đơn phương trên phạm vi toàn cầu là vô cùng tai hại, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh của các quốc gia khác, gây ra những thảm kịch nhân đạo và làm xói mòn sự ổn định của chuỗi sản xuất cung ứng. Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc không phải là bên gây ra xung đột Nga-Ukraine và cũng không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng đó, nên Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận bị bôi nhọ, gây áp lực hoặc đổ lỗi. Ông Lâm nói thêm, chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương một cách bừa bãi và thay vào đó hãy đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc ngừng bắn và khôi phục hòa bình. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và công dân Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, cùng ngày, chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xem xét thực hiện các bước trừng phạt bổ sung đối với các công ty Trung Quốc cung cấp nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chúng tôi đang xem xét các hành động tiếp theo. Chúng tôi hy vọng rằng các công ty tham gia tái vũ trang cho ngành quốc phòng Nga sẽ nhìn thấy những động thái này để suy nghĩ kỹ. Tỷ phú người Mỹ Elon Musk mới đây đã kêu gọi liệt Tasty, tổ chức phi chính phủ ở Ukraine, vào danh sách khủng bố. Theo đó, Tasty, tổ chức phi chính phủ Ukraine đã biên soạn một cơ sở dữ liệu về những công dân Mỹ có ảnh hưởng, những người mà tổ chức này tuyên bố làm theo tuyên truyền của Nga. Một trong những cá nhân bị đưa vào danh sách đen là tỷ phú Elon Musk, người đã kêu gọi liệt tổ chức này vào danh sách này. Tổ chức phi chính phủ Tasty đã đưa ra một báo cáo dài vào tuần trước,
trong đó nêu chi tiết về hệ sinh thái được cho là của các công dân và tổ chức Mỹ, những người có câu chuyện lặp lại những thông điệp quan trọng trong tuyên truyền của Nga về cuộc xung đột Ukraine. Ngày 12 tháng 6, các thành viên Đảng Cộng hòa, Ủy ban Thẩm định Hạ viện đã bổ sung một điều khoản vào phần đánh dấu ngân sách năm 2025 của Bộ Ngoại giao nhằm cấm Tasty nhận tài trợ của Mỹ. Phản ứng lại tin tức này, ngày 13 tháng 6, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tỷ phú Mớt viết: "Đó là bước đầu tiên tốt đẹp, Tasty nên được thêm vào danh sách các tổ chức khủng bố bị trừng phạt." Bình luận này của tỷ phú Mớt cũng nhận được sự ủng hộ của đại biểu Jim Banks tại Capitol Hill, người cũng là mục tiêu của tổ chức phi chính phủ Ukraine. Ông Banks nói với các thành viên Đảng Cộng hòa rằng các quan chức liên bang không nên ủng hộ hoặc hợp tác với các nhóm nước ngoài cố gắng đe dọa và bịt miệng các công dân và nhà lập pháp Mỹ. Theo nhóm Conservative Thinker, báo cáo của Tasty là một phần của báo chí dữ liệu và tự mô tả mình là nạn nhân của một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận và thể hiện chủ nghĩa xô vanh chống lại công dân Ukraine. Báo cáo của Tasty ban đầu mô tả những người trong danh sách của mình là các thế lực ở Mỹ cản trở viện trợ cho Ukraine, từ những người theo chủ nghĩa Trump đến những người khác. Nổi bật trong báo cáo của Tasty là nhóm phản chiến nổi tiếng Kudepin, các tổ chức được tài trợ bởi tỷ phú Charles Koch, diễn giả bảo thủ nổi tiếng Jordan Peterson và cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson. Tasty nhắm mục tiêu vào tỷ phú Musk vì được cho là đã cho phép tuyên truyền trên nền tảng X mà ông sở hữu và chia sẻ với những người theo dõi mình quan điểm rất hoài nghi về sự hỗ trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, doanh nhân Peter Thiel bị cáo buộc đầu tư vào Rumble, trang web chia sẻ video miễn phí về ngôn luận. Mặc dù báo cáo của Tasty thừa nhận rằng cả hai doanh nhân đã đóng góp vào nỗ lực giao tranh của Kiev thông qua hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Musk và nền tảng phân tích dữ liệu lớn Palantir của ông Thiel, nhưng vẫn đưa họ vào danh sách đen. Công ty tổng hợp dữ liệu thăm dò RealClear Politics mới đây cho biết, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, ông Joe Biden, ở các bang quan trọng. Đây là các bang mà ông Joe Biden đã giành được vào năm 2020 với tỷ số cách biệt rất mỏng. Trong các cuộc thăm dò gần đây, bang Virginia, một bang màu xanh, cũng trở thành kẻ bất lợi cho cuộc đua năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà kinh tế Mỹ và cựu quan chức chính quyền Reagan, tiến sĩ Paul Craig Roberts đã đưa ra khả năng giành chiến thắng của nhóm ông Biden. Ông thậm chí nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 ở các bang chiến trường quan trọng. Tôi nghi ngờ rằng ông Biden đã giành được chiến thắng tại các bang chiến trường này vào năm 2020. Đảng Dân Chủ đã sử dụng quyền kiểm soát của họ đối với thành phố lớn nhất ở mỗi bang này để đánh cắp các cuộc bầu cử. Họ vẫn kiểm soát các thành phố lớn. Theo nhiều cuộc thăm dò khác nhau, hơn 2/3 đảng viên Cộng hòa vẫn tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị Đảng Dân Chủ đánh cắp bằng mọi cách gian lận có thể. Ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc đua nhờ vào một chuỗi chiến thắng ở các bang xoay vòng. Tất cả đều thuộc về ứng cử viên đầy hy vọng của Đảng Dân Chủ với tỷ số cách biệt nhỏ. Bên cạnh đó, hầu hết trong số họ đều bị chú ý vì cáo buộc bỏ phiếu bất thường liên quan đến số phiếu trùng lặp, tổng số phiếu bầu không khớp, phiếu bầu rõ ràng không phải là công dân và phiếu bầu ma. Việc thu thập phiếu bầu, nới lỏng các rào cản kiểm tra giấy tờ tùy thân và tăng cường bỏ phiếu qua thư với lý do COVID-19 cũng khiến nhiều đảng viên Cộng hòa nghi ngờ. Ngoài ra, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã làm dấy lên những nghi ngờ về gian lận bầu cử. Khi đó, đã có các báo cáo về trục trặc trong thiết bị bầu cử, hàng dài người xếp hàng, hành vi lộn xộn của các cơ quan bầu cử và việc kiểm phiếu kéo dài nhiều ngày ở một số bang. Tiến sĩ Roberts giải thích, cáo buộc gian lận phiếu bầu thường xảy ra ở các thành phố lớn của các bang quan trọng, nơi các biện pháp được sử dụng để giảm thiểu việc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa và tối đa hóa việc bỏ phiếu của Đảng Dân chủ. Còn năm nay, chưa rõ là các biện pháp kiểm soát sẽ diễn ra như thế nào để kiểm soát khả năng gian lận có thể xảy ra. Theo nhà phân tích, chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ có thể coi là đang tuyệt vọng. Tiến sĩ Roberts nói, chiến dịch của Tổng thống Biden hiện đang đề xuất các cuộc gặp có thể xảy ra với các ngôi sao điện ảnh như Julia Roberts và Clooney để đổi lấy tiền quyên góp cho chiến dịch. Điều này đối với tôi giống như một sự tuyệt vọng. Ông lưu ý, các email chiến dịch đều nhắc đến việc đánh bại ông Trump và không để ông ta quay lại Nhà Trắng, nhắc đến các vụ kiện nhằm vào cựu Tổng thống hiện ở mức 91 tội danh trong 4 vụ truy tố riêng biệt. Tuy nhiên, thực tế là những vấn đề pháp lý như vậy không làm giảm tỷ lệ trúng cử của ông Trump. Ngược lại, theo phân tích của tạp chí New York, một số cuộc khảo sát cho thấy xếp hạng của ông đã tăng nhẹ. Một nghiên cứu của CBS chỉ ra rằng 80% đảng viên Cộng hòa, 42% đảng viên độc lập và 6% đảng viên Dân chủ tin rằng vụ xử mới nhất ở Manhattan với kết tội sai lệch hồ sơ kinh doanh trong vụ án bịt miệng cũng được chính quyền ông Biden dàn dựng bằng cách nào đó để ngăn ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống. 3 trường hợp còn lại cũng được cử tri Đảng Cộng hòa coi là vũ khí hóa luật pháp, lawfare chống lại ông Trump.
tiến sĩ Roberts cho biết. Công chúng không tin ông Trump phạm tội và bị tòa án New York kết tội vì báo cáo sai chi phí kinh doanh. Cả hai phiên tòa ở Georgia và Florida đều đã bị các thẩm phán đình chỉ, trong khi các công tố viên đảng Dân Chủ bị điều tra vì đã nói dối thẩm phán và có hành vi không phù hợp khác. Nếu các phiên tòa khác thất bại, nó sẽ càng làm mất uy tín của bản án ở New York và cuối cùng, điều gần như chắc chắn xảy ra là sẽ bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ.